Kính chào quý khán giả của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có lẽ không còn xa lạ gì với đỗ xanh nữa phải không ạ? Một loại hạt được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực Việt Nam, ví dụ như là xôi đỗ xanh này, chè đỗ xanh, nhân các loại bánh bằng đỗ xanh hay thậm chí là canh xương nấu với đỗ xanh nữa. Và các bạn biết không, những món ăn đó không chỉ ngon, hấp dẫn mà còn chứa đựng những lợi ích sức khỏe rất tuyệt vời mà các bạn không thể ngờ tới nữa đấy. Sống An Lạc ngày hôm nay sẽ bật mí tới các bạn một trong những lợi ích nổi bật của những hạt đậu xanh dành cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là tính năng thải độc gan. Chúng có thể lọc sạch mọi độc tố tích tụ trong lá gan của bạn, trả lại cho bạn một cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Chi tiết về phương pháp dân gian độc đáo này sẽ có trong video của Sống An Lạc ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Mỗi ngày, lá gan luôn hoạt động không ngừng nghỉ để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật bao gồm làm sạch máu, chuyển đổi chất độc thành chất thải, chuyển hóa chất dinh dưỡng và protein. Bởi vậy mà không thể tránh khỏi việc lá gan bị quá tải và gặp tổn thương do tích tụ nhiều chất cặn bã từ các quá trình trao đổi trên. Do đó, việc lọc sạch bụi bẩn, độc tố tích tụ trong lá gan là việc làm vô cùng cần thiết để cơ thể luôn minh mẫn, khỏe mạnh và năng động. Vậy tại sao giữa nhiều loại thực phẩm, chúng ta lại lựa chọn đỗ xanh để thải độc gan? Nhiều người đang thắc mắc điều này phải không nào? Lý do là bởi trong từng hạt đỗ xanh có những ưu điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất, đỗ xanh là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Trong từng hạt đỗ xanh chứa hàm lượng vitamin và chất xơ phong phú là những dưỡng chất rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh gan lâu năm hoặc thường xuyên gặp phải những cơn đau nhức xương khớp. Khi sử dụng các món ăn được chế biến từ đậu xanh sẽ giúp tăng sức đề kháng, bổ sung dưỡng chất, từ đó nhanh chóng phục hồi sức khỏe, cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể chất. Thứ hai, đỗ xanh thanh nhiệt thải độc hiệu quả. Theo đông y, đậu xanh có tính hàn, vô độc, có vị thanh ngọt nhưng lại hơi tanh, rất thích hợp để thanh nhiệt, giải độc. Các món ăn từ đậu xanh giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả, lọc bỏ độc tố, giúp cho đôi mắt sáng khỏe, kiểm soát huyết áp ổn định. Đối với những người bị gan mãn tính, cơ thể thường rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán ăn và dễ bị ngộ độc thực phẩm, thì thích hợp nhất là món cháo đậu xanh. Đây không đơn thuần là một món ăn mà còn là bài thuốc hữu hiệu để chăm sóc và bảo vệ lá gan hoạt động khỏe mạnh, không gây mệt mỏi, ngộ độc. Hoặc cách khác, các bạn có thể kết hợp đậu xanh với rau cải ninh nhừ và cho người bệnh gan ăn. Cách thay đổi này giúp người bệnh có thể thưởng thức nhiều món ăn khác nhau từ cùng một loại nguyên liệu mà không lo ngán, ngấy. Với loại thực phẩm quen thuộc này, các bạn hãy áp dụng ít nhất trong khoảng 30 ngày để tình trạng bệnh thuyên giảm và sức khỏe được cải thiện tốt hơn nhé. Sau đây là một số cách chế biến đỗ xanh giúp thải độc gan hiệu quả mà các bạn có thể thực hiện tại nhà trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình. Món thứ nhất, cháo đỗ xanh. Với món này, cách nấu tương tự như cháo gạo thông thường, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm 50g đậu xanh, 100g gạo tẻ. Cách chế biến cực kỳ đơn giản như sau. Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu. Đỗ xanh để cả vỏ, rửa sạch. Gạo tẻ vo sạch. Tiếp đến, bạn cho cả hai nguyên liệu vào nồi ninh cùng nhau. Chia vài lần ăn trong ngày, bạn có thể cho gia vị vào trong lúc ninh cháo, nhưng để tiện và phù hợp cho khẩu vị của từng người thì có thể để khi nào ăn mới nêm gia vị cũng được nhé. Với món cháo này, các bạn có thể ăn kèm với các cà muối hoặc thêm đường tùy vào khẩu vị của từng người. Đây là món ăn dân gian để thanh nhiệt giải độc, có công dụng giảm cân và điều chỉnh rối loạn lipid máu rất tốt. Món ăn thứ hai, chè đỗ xanh Nha Đam. Với cách chế biến này, bạn sẽ có một món ăn đổi khác hoàn toàn, hương vị thanh mát, thơm ngon, có thể làm thức ăn quả vặt vừa an toàn, lành mạnh lại vừa bổ dưỡng cho sức khỏe. Các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu gồm 200g đỗ xanh nguyên hạt, một lá nha đam, một ống vani và đường phèn. Lưu ý, khi chuẩn bị nguyên liệu, nên chọn lá nha đam tươi, ngon, không bầm dập nhiều. Cách chế biến như sau. Đầu tiên rửa sạch lá nha đam rồi cắt khúc ngắn, gọt vỏ và thành sợi, trộn đều với ít muối, xả kỹ lại với nước sạch.
đỗ xanh vo sạch, rồi chuẩn bị nồi khoảng 700ml nước, cho đỗ xanh vào đun sôi. Trong quá trình đun, các bạn hãy chú ý vớt bọt nổi lên trên bề mặt để nước trong và vặn nhỏ lửa nhé. Khi hạt đậu đã mềm và nở đều thì các bạn cho đường phèn vào, quấy đều và đun tiếp khoảng 10 phút nữa. Sau 10 phút, bạn cho tiếp nha đam vào, đảo nhẹ tay. 5 phút sau thì cho thêm vani vào và tắt bếp. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong món chè đậu xanh nha đam. Bạn có thể dùng thêm với đá hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh để làm tăng sự hấp dẫn của món ăn. Thứ ba, sữa đậu xanh. Hàng ngày chúng ta vẫn quen thuộc với những ly sữa tươi, sữa bò. Vậy thì ngày hôm nay hãy thử đổi hương vị với một ly sữa đậu xanh nhé. Các bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. 300g đậu xanh cả vỏ, một bó lá nếp, sữa tươi, đường phèn, muối và đá viên. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, các bạn tiến hành chế biến như sau. Đầu tiên, đãi sạch đậu xanh, loại bỏ hạt lép, hỏng, rồi ngâm đậu với nước muối trong khoảng 3-4 tiếng để đỗ mềm. Sau khi ngâm xong, bạn rửa lại một lần nữa với nước sạch. Lá nếp rửa sạch rồi bó tròn lại. Sau khi đã sơ chế xong nguyên liệu, bạn cho đỗ xanh vào nồi rồi đổ nước lạnh xâm xấp mặt đỗ. Sau đó bắc lên bếp, đun cho đến khi hạt đậu nở mềm. Và nhớ là trong quá trình nấu, bạn hãy hớt bỏ lớp bọt trong nồi đỗ nhé. Khi đỗ đã chín và nở mềm, bạn đổ đỗ vào máy xay sinh tố cùng với đường và xay thật mịn. Trong quá trình xay, nếu thấy đỗ đặc quá thì bạn hãy thêm chút nước vào xay cùng để dễ dàng hơn. Đỗ sau khi xay xong, cho vào nồi rồi cho thêm lá nếp và bắc lên bếp, vừa đun vừa khuấy đều. Để tăng hương vị cho sữa, bạn có thể cho thêm chút nước cốt dừa nhé. Và lưu ý nhỏ, đó là hãy nấu hơi đặc một chút, để sau đó khi chúng ta pha thêm sữa tươi thì sẽ không bị loãng, làm giảm bớt hương vị của thức uống. Tiếp tục đun trong khoảng 10-15 phút, nếm độ ngọt cho vừa khẩu vị. Sau đó bạn nhấc nồi ra khỏi bếp và vớt bỏ lá nếp đi. Đợi sữa nguội thì cho vào bình thủy tinh sạch, để vào tủ lạnh bảo quản để dùng dần. Như vậy là bạn đã hoàn thành quy trình làm sữa đậu xanh rồi đấy. Đó chính là 3 món ăn tiêu biểu từ đậu xanh mà chúng ta có thể thực hiện chế biến ngay tại nhà để chăm sóc cho người thân trong gia đình. Đặc biệt là những ai đang mắc về bệnh gan hoặc là có triệu chứng bệnh gan thì chỉ cần kiên trì sử dụng các món ăn có đậu xanh là nguyên liệu thì chắc chắn sau một thời gian bạn sẽ cảm nhận được sự đổi khác trên cơ thể của mình, khỏe mạnh hơn và thanh khiết hơn. Chúc các bạn thành công với bí quyết này nhé! Trở lại với sức khỏe là gan của chúng ta. Theo các bạn thì đâu là nguyên nhân khiến gan bị tổn thương? Rượu, bia, thức khuya. Đúng vậy, đó chính là những nguyên nhân điển hình cực kỳ hại gan mà ngày nay nhiều người vẫn đang tiếp diễn. Và theo như chia sẻ của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phú, phó chủ nhiệm khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thì nguyên nhân chính yếu để gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng gan chính là thói quen sinh hoạt không lành mạnh của chúng ta. Thứ nhất, ăn không lành mạnh. Gan làm nhiệm vụ loại bỏ độc tố và chuyển hóa các chất cho cơ thể hấp thụ, có nghĩa gan chịu tác động trực tiếp từ những thức ăn mà chúng ta nạp vào cơ thể. Do đó, chế độ sinh hoạt, ăn uống không hợp lý, thường xuyên sử dụng thực phẩm bẩn, thực phẩm chứa chất bảo quản thì chính là bạn đang tự làm tổn hại gan. Có thể lấy ví dụ, ngay những đồ ăn được rất yêu thích hiện nay, đó là những thực phẩm chiên rán giòn tan, nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, bánh rán. Những thực phẩm này rất giàu chất béo và lượng calo cao. Khi bạn thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này sẽ làm tăng gánh nặng cho các tế bào gan. Lâu dần, khả năng chuyển hóa chất béo sẽ suy giảm, dẫn đến lượng lớn chất béo tích tụ trong gan và từ đó hình thành gan nhiễm mỡ. Thường xuyên nhịn ăn, bỏ bữa cũng là một trong những cách ăn uống rất nguy hại mà chúng ta cần phải loại bỏ. Điều này có thể gặp phải ở những người giảm cân không lành mạnh, thải độc cơ thể bằng cách nhịn ăn sáng, bỏ bữa tối. Khi nhịn ăn, gan và toàn bộ cơ thể không thể hoạt động hiệu quả vì thiếu năng lượng trong thời gian dài. Điều này không những phản khoa học mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của gan. Do đó, bạn cần ăn đủ bữa để cung cấp năng lượng thường xuyên cho cơ quan này sản xuất ra enzyme thải độc tố. Để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, bạn cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng. Hãy kết hợp trái cây, rau quả, ngũ cốc, thịt.
thịt và sữa để đảm bảo cơ thể nhận đủ nguồn dinh dưỡng thích hợp nhé. Ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn có cân nặng hợp lý, tránh tăng cân, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ gan nhiễm mỡ và những biến chứng gan nghiêm trọng sau này. Thứ hai, uống không lành mạnh. Nhiều người nghe điều này sẽ thắc mắc, uống có gì lành mạnh hay là không lành mạnh? Nhưng thực tế thì nhiều người ngày nay không biết cách uống nước lành mạnh và khoa học nhất đâu các bạn ạ. Mà sai lầm điển hình đầu tiên chính là việc uống ít nước. Gan cần có nước để thực hiện và tăng tốc quá trình trao đổi chất của con người. Uống nước đều đặn sẽ giúp độc tố được bài tiết sớm và sạch sẽ, không tích tụ lâu trong gan cũng như trong cơ thể. Và lượng nước mà chúng ta cần mỗi ngày đó là từ 1,5 đến 2 lít nước. Sai lầm thứ hai trong việc uống đó là uống nhiều rượu bia. Rượu là kẻ thù số 1 của gan, nó tàn phá tế bào gan nhanh chóng. Một lượng nhỏ rượu cũng đủ làm tổn thương gan. Những người uống rượu bia nhiều sẽ gặp phải tình trạng gan nhiễm mỡ, về lâu dài còn gây xơ gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Vì vậy, cả nam và nữ giới nên sửa ngay thói quen này để ngăn ngừa những vấn đề xấu xảy ra với vùng gan của mình. Thứ ba, giấc ngủ không lành mạnh. Các bạn biết có một thực tế rằng, khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời gian vàng để gan thực hiện các chức năng sinh học như thải độc, trao đổi chất, chuyển hóa các chất trong cơ thể. Tiếp đến từ 1 đến 3 giờ sáng, túi mật trong gan tiêu hóa chất béo, cholesterol trong gan và trong máu. Những hoạt động này sẽ diễn ra thuận lợi nhất khi con người ngủ say nhất. Từ 3 đến 5 giờ sáng là thời gian gan hoàn thành quá trình thanh lọc và nghỉ ngơi. Nếu lúc này cơ thể không ở trong trạng thái ngủ sâu giấc, thì gan sẽ không đủ điều kiện tốt để làm việc, gây ra sự thiếu hụt lượng máu trong gan, từ đó làm tổn thương các tế bào, khó hồi phục và sửa chữa những tế bào hỏng. Từ 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm vàng để thức dậy và vệ sinh cá nhân để thải độc tố ra ngoài. Đó là một quá trình hoạt động từ đêm đến sáng của gan. Vì vậy, việc bạn thức quá khuya hay dậy quá trễ đều gây hại đến việc thải độc và nghỉ ngơi của gan. Để đảm bảo gan khỏe mạnh, hoạt động tốt, bạn cần cân bằng giữa thời gian nghỉ ngơi và làm việc, từ bỏ thói quen thức khuya. Mỗi ngày, bạn nên đi ngủ trước 23 giờ để có được một giấc ngủ sâu, vì đây là khoảng thời gian tốt nhất nuôi dưỡng máu trong gan, giúp gan khỏe mạnh. Đừng thờ ơ với sức khỏe của mình các bạn nhé, bởi chúng ta chỉ có một cơ thể để chăm sóc và bảo vệ, và chỉ khi chúng ta chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho chính bản thân mình thì mới mong có thể đủ khỏe mạnh để chăm sóc và bảo vệ những người thân của mình. Lối sống khoa học chính là bí quyết của chúng ta. Và đừng quên làm phong phú, đậm đà cho bữa ăn hàng ngày của mình bằng những món ăn từ đậu xanh để cho một lá gan thanh nhiệt, sạch sẽ và khỏe mạnh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình tiếp theo.